Em ăn nậu tưởng hèn nổ mà sao đá quẹo quẹo vậy? Ê, mấy kia ép vô con chút con. Bí chuyền vàng coi nó. Chú mà luyện cho nó đá này con, lụm sao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chiều nay bới giữ sạch lưới á. Đá áp lên đá cho Huy, áp lên đá chứ gì đâu mà lui về sau. Tự tin mình áp lên đá cho con. Áp lên nó bí cho con. Không có trọng tài chuyền về bắt thoải mái đi. Không có trọng tài chuyền về bắt thoải mái. Chấp, 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 ch
hai không vô đầu hai không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
21. Góc đi. Bạn đây góc mà. Sao anh Tiến chê bạn vậy Tiến? Sao chê bạn vậy? Sao chê bạn vậy? Đầu quân bên đá là đá liên tục á, bên đá nó không có sức á, thằng nào đầu quân bển đá liên tục á, đầu quế không nghĩ vậy, đầu quân bển là y bà đâu. Nghĩ đầu quế đá đó là đá chính luôn hả? Mượn bánh đây. Đèn đây, đèn đây. Ê, khói. Mỏi gì con? Cầm tiền á, có nhét đâu con. Đây này nhét cái lỗ này nhớ rồi con. Không vô phèn bỏ nhét vô lỗ gạch đây này cũng được nè, lỗ gạch chỗ đây nè. Sao vô phèn cắt đây không? Kỵ đá xuống hòn mập ghê vậy. Thank you.
Mày làm là nghĩ giờ nó đá rồi, ông chưa đá ngậu hoàng nó mỏ. Nó về đội hình đấy nó lợi hại ghê không? Thủy nghĩ giờ dữ nhất á. Bên đằng nào muốn đá qua anh kia đầu quân là có cơ hội đá đấy. Nhiều nghỉ giờ mà đặt quế họ bển là nghỉ giờ đá đã luôn á. Ồ, ông trò nó chưa thèm lấy mà luôn. Ông nuôi con chắc này nó chịu. Ông nuôi con chắc này nó chịu chưa anh em mà ít tiền. Muốn bán đây riêng đù má bên đó có hàng đá nữa má ông đá đi. Ông đá hai kia nó vô mày hết đường rồi. Mình nói giờ tăng cường hai kia này. Không kiến tạo ông đổ thôi. Bơm phát sai cái đi. Cái giò. Ồ ơn thi. Nãy giờ tiếng kêu hay dở nhất anh đi. Tiếng. Anh quéo. Ngồi xuống anh quéo. Tiếng nghĩ giờ mà vô là mưa gió rồi đúng không? Đó mà thấy không? Kiều không? Đúng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đáng lẽ đừng có công bố trước để chừng lên, cho lỡ mấy đứa nó khá lên hết sao, đúng không? Đừng có công bố trước, chừng lên trường phát thưởng á thì công bố mấy đứa nó trung bình ở nhà hết sao. Hả? Đứa nào có thưởng mới đi ha, vậy đâu có vui con, đúng không? Vậy cuối cùng đâu ra cái lốp con, lốp con người này người kia để đi. Thấy không? Cậu áo ra, cậu áo ra, ra cho ông giờ bên đây áo đỏ, cậu áo ra đó, nó hay đâu con nậu con quế không nghĩ bà đâu nghĩ giờ anh quế đá đã đời xương gió mà anh chịu thôi. Đá lại anh nào cũng như lập bột hết, lập bột chứ lâu rồi không đá lại chân cảnh nó lập bột chứ. Thôi cậu ơi, thấy chuyện thấy chuyện thấy thấy chuyện ai vậy, chuyện ai vậy, tiến luyện ban tiếng hai điều mập không, hít vô thôi giữa không mập vô hít vô luôn hai thằng luôn mà thêm hi nữa này đứa nào đặt béo tiến vô công nhận mang đại canh hay kìa, ba mấy phút cũng đúng hiệp luôn á. Canh đúng 32 phút luôn á. Con nhảy qua đội này bà đâu hai điều. Đó giờ đội hình nó tăng cường lực lượng rồi không đâu. Để cho người ta tiếng đáng chút cho hết giờ rồi mà. Mấy công vô hết giờ mấy công vô sao. Biết hỏi anh kia đáng tiếng tiếng rửa đây bên kia. Tùng đáng tiếng tiếng rửa.